Nếu chúng ta tự sáng tác một bài hát và nhảy theo nhạc thì sao nhỉ? Wow! Ý tưởng của Vicky thật là hay! Chúng ta sẽ tự sáng tác nhạc, viết lời bài hát và tập nhảy nữa! Vui quá! Chắc chắn khán giả sẽ thích phần thi tài năng của chúng ta! Chúng ta cùng bắt tay vào tập luyện luôn thôi! Biệt đội siêu khủng long Go Go Dino, tiến lên! Đầu tiên là phần sáng tác nhạc. Mình nghĩ chúng ta sẽ viết bài hát giới thiệu về biệt đội siêu khủng long Dino của chúng mình. Vậy thì chắc chắn phải giới thiệu về từng thành viên rồi. Đúng vậy, anh Rex thì dũng cảm này, anh Tomo thì thông thái, còn chị Vicky thì nhân hậu, còn anh Pink thì vui vẻ. Được đấy, Loki và mình sẽ sáng tác bài hát. Còn mình, Tomo và Pink sẽ nghĩ động tác nhảy và hướng dẫn lại cho các cậu. Như vậy được đó, chúng ta cùng tập luyện thôi. Và sau đây là phần thi tài năng của biệt đội siêu khủng long Go Go Dino. Một bài hát do chính chúng mình sáng tác mang tên Go Go Dino Song. Giỏi quá. Và người chiến thắng trong cuộc thi tài năng ngày hôm nay đó chính là biệt đội siêu khủng long Go Go Dino. Xin chúc mừng các bạn. Yeah! Chúng ta đã giành chiến thắng.